Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Talk to Medicos. Và không biết rằng là quý vị có đồng tình với Bảo Thư hay không, đó chính là phụ nữ hiện đại thì ngày càng họ trở nên quyến rũ hơn. Và vẻ đẹp quyến rũ đó thì giúp họ tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Và khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người ta cần phải hoàn thiện hơn, phải chỉn chu hơn và sang trọng hơn. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn La Phương Thảo, một chuyên gia về thẩm mỹ nội khoa của Medicos thuộc Viện Thẩm mỹ Quốc tế Việt Hàn để chia sẻ về một chủ đề mà được rất nhiều người quan tâm, đó chính là vai trò của vẻ đẹp và vì sao mà chúng ta lại cần đẹp. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với buổi trò chuyện này. Xin chào Bảo Thư và xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk to Medicos. Hôm nay là một cái chủ đề rất là được nhiều chị em quan tâm, và ngồi cạnh tôi đây là cô Bảo Thư cũng rất là xinh đẹp và làm cho mình thấy rất là phấn khởi, đúng không ạ? Và theo chị Thảo thân mến, là ngày hôm nay thì hai chị em mình sẽ chia sẻ cho khán giả về một chủ đề liên quan tới cái đẹp. Nhưng mà với câu hỏi đầu tiên thì em lại không liên quan tới cái chủ đề là làm đẹp, mà chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó chính là tuyển dụng nhân sự. Theo quan điểm của bác sĩ, cái nhìn trong lần gặp mặt đầu tiên thì điều gì gây ấn tượng cho những nhà tuyển dụng ạ? Có thể trả lời ngay với Bảo Thư, đó chính là sắc đẹp. Thật sự mà nói, sắc đẹp là một lợi thế, là một sự thu hút gây chú ý và gây thiện cảm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Sắc đẹp và cái sự tươi trẻ nó sẽ làm tăng cái giá trị cuộc sống. Cuộc sống sẽ có chất lượng hơn. Khi chúng ta đẹp thì chúng ta sẽ tự tin hơn và đương nhiên thành công và hạnh phúc hơn. Đặc biệt, đã nói đến phải đẹp là phải đẹp, đúng không ạ? Nếu như mà chưa đạt được cái điều, cái vẻ đẹp mong muốn thì chúng ta có quyền đi hoàn thiện nó. Và lưu ý rằng cái đẹp là một cái sự hài hòa duyên dáng, chứ không phải là đòi hỏi mình quá xuất sắc hay là phải giống bất kỳ một ai, một cái thần tượng nào đó. Và chỉ là mình, nhưng mà những cái khiếm khuyết mình sẽ được chỉnh sửa, khắc phục, và mình tôn lên những nét đẹp sẵn có. Thế là mình sẽ sở hữu được một cái nét đẹp rất là riêng, không nhầm lẫn với ai được, không bắt chước ai, và không có phải là một cái kiểu đẹp rập khuôn. Và đó theo mình đó là cái nét đẹp hoàn hảo. Và đó chính là cái đẹp là cần phải tạo ra cái dấu ấn riêng đối với những người mà đối diện với chúng ta và khi mà ngắm cái vẻ đẹp của chúng ta. Theo bác sĩ thì đẹp hơn thì có giúp chúng ta tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống cũng như là trong công việc hay không ạ? Bởi vì nhiều khi người ta lại hay nói một cái câu, đó chính là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn Thư vì câu hỏi rất là thú vị này. Thì đối với mình, một cái ngoại hình được cải thiện hoàn hảo thì sẽ giúp cho mình tự tin hơn và sẽ dễ thành công hơn trong công việc, từ đó sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Và trong gia đình cũng vậy, việc mình chỉnh chu về cái sắc đẹp của mình, về cách ăn mặc vân vân, thì nó cũng góp phần không nhỏ vào cái việc xây đắp và giữ gìn hạnh phúc gia đình, đặc biệt có ý nghĩa đối với lại chị em phụ nữ chúng ta, đúng không ạ? Về nguyên tắc á, là cái ngoại hình đẹp nó sẽ là cái chìa khóa của thành công và hạnh phúc, nhưng mà quan trọng là chúng ta sử dụng cái đẹp nó như thế nào. Như cái câu mà ông bà ta thường nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì rất là đúng, chứ nó không sai. Nhưng mà trong cái xã hội hiện tại bây giờ, để nhưng mà mình biết được cái bản chất gỗ thì phải đòi hỏi một cái khoảng thời gian. Trong khi cái việc mà mình nhìn cái màu sơn bên ngoài là cái đập vào mắt mình đầu tiên, thì ấn tượng đó mình sẽ mới bắt đầu là mình chú ý đến cái vẻ ngoài, đúng rồi, đối tượng. Khi mình chú ý rồi, mình dung nạp rồi thì mình mới có thể có thời gian để mình nghiên cứu và để coi về chất lượng của gỗ. Còn nếu như mà cái nước sơn ban đầu nó đã không có được chỉnh chu thì đôi khi cái chất lượng gỗ nó sẽ bị không được sử dụng một cách, nó sẽ bị hoang phí đi nếu chúng ta bỏ qua, đúng không nè? Thực tế thì tại Medicos chúng tôi cũng rất là vui, bởi vì đã có rất nhiều khách hàng chia sẻ những câu chuyện vui của mình sau khi đi làm đẹp. Họ được những cái hạnh phúc, những thành công, và họ gửi những lời cảm ơn đến đội ngũ của Medicos. Thì đây là một cái động lực rất là to lớn để chúng tôi phát triển cái công việc của mình, không ngại học hỏi, tìm tòi để có những cái phác đồ điều trị hiệu quả và mang đến những cái vẻ đẹp mà khách hàng hài lòng như thế. Ý thức được khách hàng đã trao gửi niềm tin, trao gửi cái sắc đẹp và sức khỏe của mình cho chúng tôi, thì chúng tôi luôn luôn trân trọng điều đó và làm sao để phải làm hết khả năng của mình để có thể kiến tạo những vẻ đẹp và mang đến cho khách hàng của mình những cái vẻ đẹp hoàn hảo như họ mong muốn, và
từ đó họ có những cái cuộc sống hạnh phúc thành công, thì đó là cái món quà trở ngược lại đối với chúng tôi. Dạ. Nếu như mà chúng ta lấy một cái hình ảnh ẩn dụ để so sánh là nước sơn đại diện cho vẻ đẹp về ngoại hình, còn đồng gỗ là vẻ đẹp ở nội tâm, thì đôi khi muốn hiểu rõ hơn cái vẻ đẹp nội tâm thì chúng ta cần phải có thời gian. Chính vì vậy, để nhìn nhận gây ấn tượng đầu tiên thì có lẽ là vẻ đẹp về ngoại hình. Và cũng chính vì vậy thì mỗi chúng ta phải luôn luôn hoàn thiện bản thân mình để mình có thể tự tin nhất với vẻ đẹp nhan sắc của mình. Và chính vì thế thì rất là nhiều người họ muốn hoàn thiện vẻ đẹp bản thân của mình, nhưng mà họ lại sợ đau, sợ bị ảnh hưởng, thậm chí là những cái lời dị nghị của xã hội dành cho họ. Thì theo bác sĩ thì bác sĩ có những cái lời khuyên, có những cái lời chia sẻ gì tới cho họ? Thực tế mà nói, nếu như mà không nhờ các cái công nghệ về thẩm mỹ nội khoa hay là phẫu thuật thẩm mỹ thì Hàn Quốc sẽ không được mệnh danh là một cái thiên đường sắc đẹp. Việc làm đẹp thì theo tôi không có gì xấu hổ và thẹn thùng. Ngày nay thì cái quan điểm về làm đẹp đã rất là cởi mở, không phải là chỉ cho những người trong giới showbiz hay là những cái người mà làm nghệ thuật vân vân. Thì bây giờ hiện tại là những cái bạn trong giới văn phòng vân vân, giáo viên họ vẫn muốn chỉnh chu hoàn thiện sắc đẹp. Thì theo tôi điều đó là hoàn toàn là chính đáng và tôi rất là ủng hộ. Nếu chúng ta chưa hoàn thiện về cái mặt sắc đẹp thì chúng ta hãy mạnh dạn đi thay đổi nó để nó hoàn hảo hơn. Và quan trọng là chúng ta không nên lạm dụng, không nên làm gọi là thẩm mỹ quá lố. Chúng ta vẫn phải giữ một cái nét riêng của chúng ta. Và đặc biệt nữa, cần khi đi làm đẹp là phải được an toàn về mặt sức khỏe. Và cần phải được thực hiện ở những cái cơ sở mà được Sở Y tế đã kiểm tra nghiêm ngặt, đã thẩm định và cấp phép để mà làm những cái thủ thuật hay là phẫu thuật chuyên khoa về thẩm mỹ. Đặc biệt là cái người thực hiện phải là một bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ, được đào tạo bài bản và được Sở Y tế cấp những cái chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Bởi vì y khoa thẩm mỹ thì nó mang hai yếu tố. Bảo Thư biết không, một bác sĩ làm đẹp thì phải, thứ nhất là phải có nghệ thuật. Tức là mình phải làm nên những cái vẻ đẹp, am hiểu vẻ đẹp, phải có óc thẩm mỹ đó. Và cái thứ hai là phải đảm bảo đúng cái tiến trình y khoa, bởi vì một trong hai yếu tố này mà chúng ta không hoàn thiện, không có hoàn hảo thì sẽ không đưa đến một cái kết quả hoàn hảo được. Thì dù là tiểu phẫu hay là những cái thủ thuật thì nó cũng mang cái tính chất là y khoa, nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ chung của những cái vấn đề về y khoa. Vì vậy tóm lại tôi có hai lời khuyên. Thứ nhất là nếu chúng ta chưa hoàn thiện được về cái vẻ bề ngoài thì chúng ta cứ mạnh dạn đi thay đổi, không có cảm thấy xấu hay là thẹn thùng gì hết. Và cái thứ hai là điều rất là quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái cơ sở mà mình đến làm và bác sĩ thực hiện cho mình là ai, có đủ cái chuyên khoa sâu để mà có thể mang lại cho mình một cái nét đẹp mà mình mong muốn, hoặc là để đảm bảo được cái sức khỏe của mình không bị ảnh hưởng hay không. Vâng, thực tế là cái vấn đề mà sợ đau ấy thì chúng ta cũng đã chia sẻ ở một cái chuyên đề trước. Với sự phát triển của cái ngành công nghệ làm đẹp thì bác sĩ Thảo cũng đã chia sẻ về một chủ đề, đó chính là về thẩm mỹ nội khoa. Thì chúng ta cũng sẽ không cần phải sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ, không sử dụng đến dao kéo mà chúng ta vẫn đạt được cái kết quả hiệu quả mà không đau, đúng không ạ? Thì chính vì vậy nếu như quý vị nào mà chưa xem cái chủ đề này thì hãy xem lại chương trình mà chúng tôi đã phát sóng rồi nhé. Đúng như Bảo Thư nói thì hiện tại y khoa là phát triển rất là nhiều và sử dụng những cái máy móc, những công nghệ càng ngày người ta càng giảm bớt đi cái sự phải sử dụng đến dao kéo, và càng ngày thì những công nghệ càng trở nên rất là nhẹ nhàng đối với cơ thể chúng ta. Và thậm chí là chúng ta vừa làm thẩm mỹ nội khoa xong thì những người xung quanh còn không nhận biết được, bởi vì nó không để lại cái tì vết gì đó. Thì đối với những ai sợ đau hay là sợ rằng những cái tiến trình về thẩm mỹ nó rất là phức tạp thì các bạn cứ yên tâm, đến với Medicos thì các bạn sẽ được thực hiện những cái liệu trình rất là nhẹ nhàng, không ảnh hưởng sức khỏe và sẽ đẹp rất là nhanh. Chắc chắn là sau khi mà xem chương trình này thì rất nhiều quý vị khán giả đang rất là vui mừng khi mà mình đang muốn làm đẹp và hoàn thiện nhan sắc thì vẫn không sợ những cái vấn đề đau đớn khi mà đến với Medicos và có cái chuyên môn, đó chính là thẩm mỹ nội khoa. Với nhiều người thì họ muốn có một vẻ đẹp hoàn hảo mà người ta lại dẫn đến một cái tình trạng đấy chính là lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí là dẫn đến một cái căn bệnh
đấy chính là bệnh nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Thì bác sĩ có thể đưa ra những cái cảnh tỉnh cho những người mà mắc phải những cái căn bệnh như vậy, và thậm chí là chúng ta có nên như thế hay không? Thực ra thì phẫu thuật thẩm mỹ hay là thẩm mỹ nội khoa, nếu chúng ta làm đúng và làm vừa phải thì nó sẽ tạo lên những cái thay đổi, những cái lợi ích rất là tích cực, và cũng nên có những cái giới hạn nhất định để chúng ta giữ lại những cái nét riêng của mình. Không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, biến đổi hoàn toàn thành một người khác, thành một cái người mẫu nào đó hay thần tượng nào đó, tạo nên một cái nét đẹp rập khuôn và nó mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên. Thì đây là một cái tình trạng mà thậm chí Hàn Quốc đã gặp phải. Chúng ta thấy rằng là các cái cuộc thi người đẹp ở Hàn Quốc là chúng ta thấy cái những cái gương mặt nó cứ na ná giống nhau, và Hàn Quốc bây giờ đã và đang chỉnh đốn lại cái tư tưởng đó. Và các bác sĩ bên Hàn Quốc họ cũng trong những lần mà trao đổi về khoa học, họ cũng nói rằng là bản thân họ sẽ phải chỉnh đốn lại việc này, sẽ không tạo nên những cái nét đẹp rập khuôn mà phải giữ những cái nét đẹp riêng để tạo lên những cái nét đẹp mà nó không có rập khuôn như vậy, thì nó sẽ tự nhiên và hoàn hảo hơn. Thẩm mỹ thì không có nghĩa là mình phải biến đổi hoàn toàn thành một người khác, vẫn là mình, nhưng mà những cái nét mà mình chưa hoàn chỉnh thì mình sẽ chỉnh sửa lại, khắc phục lại, và mình tôn vinh những cái nét đẹp sẵn có để tạo lên một cái nét đẹp hài hòa, duyên dáng và rất riêng của mình. Thì như vậy nó sẽ là một cái thẩm mỹ hoàn hảo. Ngoài cái vẻ đẹp bề ngoài đó, chúng ta còn phải giữ gìn cái sức khỏe, và vẻ đẹp tâm hồn cũng là một cái rất là quan trọng. Cho nên một cái vẻ đẹp thật sự hoàn hảo khi nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố về vẻ đẹp về ngoại hình, vẻ đẹp về tâm hồn và một cái sức khỏe tràn đầy năng lượng. Quả thực là khi mà nghe bác sĩ Thảo chia sẻ về điều đấy thì tôi cảm thấy rất là hay. Dù là chúng ta làm đẹp để hoàn thiện thì chúng ta luôn phải tạo ra những cái dấu ấn riêng, tạo ra những cái vẻ đẹp riêng cho mình. Và có một điều xuất ra đấy chính là thực ra nếu như mà chúng ta định nghĩa rõ ra về sự hoàn hảo thì đôi khi không có. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cảm thấy đủ rồi và chúng ta thích cái điều đó của mình thì đó đã là đẹp rồi. Và quan trọng nhất là phải đẹp về hình thức và lẫn tâm hồn. Mặc dù biết là chạy theo xu hướng, chạy theo trào lưu là một điều không nên trong việc làm đẹp, vậy thì theo bác sĩ có nên như vậy hay không? Thì chúng ta có thể là giúp họ đạt được cái mong muốn đấy nhưng mà vẫn có cái nét dấu ấn riêng dành cho họ hay không? Và chúng ta có nên chạy theo xu hướng và chạy theo trào lưu khi làm đẹp hay không ạ? Theo tôi thì xu hướng chỉ là cái để mình tham khảo thôi. Quan trọng là cái mốt đó, cái dáng đó nó có hài hòa với lại cái tất cả những cái nét khác tổng thể trên gương mặt của mình hay không. Và nếu như vậy thì có một lời khuyên như thế này là nên đến những bác sĩ chuyên về thẩm mỹ và trình bày những cái yêu cầu, những cái nguyện vọng của mình. Và từ đó một cái người bác sĩ có kiến thức, kinh nghiệm đó thì họ sẽ đưa ra những cái lời tư vấn hữu ích và nó sẽ phù hợp với lại cái nét đẹp hiện có của mình. Riêng việc Hàn thì chọn cái xu hướng là làm đẹp theo Hàn Quốc, bởi vì thật ra thì người Hàn Quốc cũng như người Việt Nam thì có một cái mối tương đồng về sắc đẹp và về cái chủng dân tộc. Và chính vì vậy mà Việt Hàn đã tiên phong trong cái việc mà qua sang tận Hàn Quốc để mà trực tiếp được chuyển giao công nghệ từ những vị giáo sư, bác sĩ hàng đầu của Hàn Quốc về những cái công nghệ thẩm mỹ, về phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là về thẩm mỹ nội khoa. Và từ đó đem về ứng dụng những cái công nghệ thẩm mỹ đó và thực chất là đã rất thành công tại Việt Hàn. Và hiện tại chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại để mà trao đổi thêm những cái kiến thức kinh nghiệm, làm cho cái công nghệ của mình luôn được cập nhật tốt với lại sự tiến triển của thế giới. Thực tế thì nếu mà nói về làm đẹp theo xu hướng, theo trào lưu thì đối với trường hợp này thì họ phù hợp, còn đối với chúng ta thì không phù hợp thì sao, đúng không ạ? Chính vì vậy thì quý vị nên tới những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín, chất lượng. Vậy thì theo bác sĩ là ngoại hình, nhan sắc thì có bị ảnh hưởng bởi những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày không ạ? Điều này thì hoàn toàn là có chứ. Tại có rất là nhiều những cái yếu tố nó tác động lên cái nét đẹp của chúng ta. Ví dụ như muốn có một cái dáng đẹp thì chúng ta phải chăm sóc ngay từ nhỏ, cách ăn ngủ đúng cách, cách tập đi tập đứng làm thế nào và thể dục thể thao đúng cách như thế nào đó để chúng ta có thể sở hữu những cái chiều cao lý tưởng này, những cái dáng đi lưng thẳng và chân thẳng. Thì cái điều này thật ra Việt Nam của chúng ta không bằng ở xứ Hàn. Có rất là nhiều dịp tôi ra qua Hàn Quốc á, thì ngay cả những cái đảo Jeju, chứ không phải là Seoul, thì người ta rất là coi trọng cái vấn đề về thể dục thể thao.
có cả một cái sân gấp 10 cái sân bóng rổ của mình, để cho dân chúng có thể tập thể dục thể thao. Và như vậy thì bằng chứng là khi sang Hàn Quốc chúng ta thấy được là rất nhiều bạn trẻ có những cái dáng rất là chuẩn, chiều cao lý tưởng và rất là thẳng. Bên cạnh đó, việc học là cách ăn, là cách nói, thậm chí là cách nhai, cách cắn thế nào đó để có một cái hàm răng đẹp và cái nụ cười đẹp. Tương tự như vậy, muốn sở hữu một làn da đẹp thì chúng ta phải có một cái mối quan tâm chăm sóc đúng cách, tránh những cái biểu cảm quá mức sẽ làm cho những cái hớ cơ của mình nó co quá mức thì sẽ dễ tạo nếp nhăn. Tránh những cái va chạm, những cái phương cách làm đẹp không đúng cách, ví dụ massage sai thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà da mình bị kéo giãn rất là nhiều và nó sẽ lão quá sớm. Cũng như là việc mình sử dụng những cái mỹ phẩm độc hại này, hay là lạm dụng những cái kỹ thuật mà công nghệ làm đẹp quá nhanh, quá cấp tốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng da và làm cho da bị lão quá nhanh, hoặc là tạo những cái sẹo hay những cái tổn thương. Nó kéo giãn như vậy thì nó sẽ thậm chí gây những cái biến dạng về da, về cấu trúc trên cái gương mặt của mình. Thực tế như bác sĩ Thảo chia sẻ là ở Hàn Quốc, ngoài cái điều kiện về khí hậu thì người ta cũng có những cái thói quen mà khiến cho làn da kể cả phụ nữ hay là đàn ông thì rất là đẹp. Bởi vì là cái thói quen ăn uống họ rất là hạn chế và tiết giảm, vấn đề là về đường ngọt đó. Và theo Bảo Thư có đọc với một tác giả của cuốn sách nổi tiếng, đó chính là Chào Tony Buổi Sáng, thì tác giả có nói một câu, đó chính là để xem tính cách của một người nào đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đôi giày của họ. Thì vậy thì để xem vẻ đẹp của một người thì chúng ta cũng xem cái cách mà họ chăm sóc. Đúng rồi. Thì ở Hàn Quốc họ có cái khí hậu tốt, ngoài ra đó thì họ có cái cách chăm sóc da rất là đúng cách. Từ nhỏ họ đã biết cách dưỡng ẩm da như thế nào, và họ không có sử dụng những cái loại kem đặc, tránh cái tình trạng da bị kéo giãn khi mỗi lần mình thoa. Họ chỉ sử dụng những cái serum và những cái dạng kem lỏng đó, thì sẽ làm cho cái da của mình nó được cung cấp một cái dưỡng chất rất tốt, nhưng mà nó không bị tác động cơ học lên. Thì tất cả những cái điều đó sẽ góp phần làm cho cái vẻ đẹp của mình nó hoàn hảo từ làn da cho tới vóc dáng. Vậy thì bây giờ thì bác sĩ Thảo có thể là đưa ra những cái lời khuyên, lưu ý dành cho những người mà họ quyết định để hoàn thiện nhan sắc và tới những cơ sở thẩm mỹ. Thì nhu cầu làm đẹp là rất là chính đáng, và tôi luôn khuyến khích mọi người hãy hoàn thiện cái vẻ đẹp bên ngoài của mình để có thể tăng cái chất lượng cuộc sống mình lên. Quan trọng là mình phải tìm hiểu kỹ cái cơ sở và bác sĩ thực hiện những cái liệu trình mà chăm sóc sắc đẹp mà mình đang có nhu cầu đó, thì theo những cái yếu tố mà tôi đã đề cập bên trên, và mình nên đến trực tiếp cái cơ sở đó để xem coi là có những cái đầy đủ những cái giấy phép hoạt động, những cái chứng chỉ hành nghề của bác sĩ hay không. Và quan trọng mình phải tìm hiểu vị bác sĩ đó đã từng làm đẹp cho những ai, bởi vì trong cái y khoa thẩm mỹ nó còn có cái yếu tố về mặt nghệ thuật, và người bác sĩ phải có óc thẩm mỹ, phải có một cái tay nghề để có thể làm nên những kiến tạo nên những cái vẻ đẹp. Ngoài cái chuẩn về y khoa phải có cái về nghệ thuật và phải tạo nên những cái nét đẹp mà không ai giống ai hết. Bởi vì có thể là cùng học về kiến thức như vậy, nhưng mà một bác sĩ này sẽ khác bác sĩ khác ở cái chỗ là cái óc thẩm mỹ và cái tay nghề với cái kỹ năng. Và qua đây thì chúng ta có thể khẳng định một cái câu nói, đó chính là không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp cho mình. Và chúng ta có thể ví von rằng là không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ chưa biết tìm đến những cơ sở làm đẹp. Và đến những cơ sở làm đẹp thì xấu cũng có thể trở thành đẹp, và đẹp thì lại càng đẹp hơn nữa. Và như bác sĩ Thảo chia sẻ là phải đẹp là chúng ta cũng cần phải đẹp, thà đẹp nhân tạo còn hơn là xấu tự nhiên. Tuy nhiên, dù đẹp hay là như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên chạy theo xu hướng, chạy theo trào lưu. Và tất cả sẽ được hoàn thiện bản thân hơn khi mà quý vị tìm được những cơ sở uy tín và chất lượng, và gặp những cái đội ngũ bác sĩ có tay nghề, có kiến thức về chuyên môn, thì chúng ta có những cái kết quả hiệu quả hơn và an toàn cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.